Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phần phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ nay đến ngày 24 tháng 3, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Từ đêm nay gió giảm dần, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở vùng biển Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo là cấp 2. Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay và ngày mai, ngày 23 tháng 3 trời nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời lạnh. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19 đến 22 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên là 23 đến 26 độ. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Còn khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trong hôm nay và ngày mai, ngày 23 tháng 3 trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5, trời rét. Với nhiệt độ về đêm và sáng sớm, dao động từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Trưa và chiều nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời lạnh. Với miền Trung, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong hôm nay và ngày mai, ngày 23 tháng 3 trời nhiều mây. Phía Bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Với nhiệt độ đêm và sáng sớm dao động từ 16 đến 19 độ. Phía Nam có nơi trên 19 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ. Phía Nam ở mức từ 21 đến 24 độ. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong khi đó, tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ nay đến ngày 24 tháng 3, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, mức nhiệt độ về đêm và sáng sớm dao động từ 21 đến 24 độ. Phía Nam có nơi trên 24 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 đến 29 độ. Phía Nam là 29 đến 32 độ. Tại Nam Bộ, hiện khối không khí lạnh đang di chuyển từ miền Bắc xuống phía Nam. Khối không khí lạnh này sẽ khuếch tán sâu, khiến nhiệt độ tại Nam Bộ giảm nhẹ. Các tỉnh thành ở Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày, dao động từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C, trời không quá oi bức. Chiều tối sẽ có mưa rào cục bộ. Tuy nhiên, thời gian mưa khá ngắn do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay và ngày mai, ngày 23 tháng 3, ban ngày trời nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 nên nhiệt độ đêm và sáng sớm dao động từ 20 đến 23 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ C. Từ chiều tối và tối ngày 23 đến ngày 24 tháng 3, có mưa rào và có dông rải rác. Các tỉnh Nam Bộ từ nay đến ngày 24 tháng 3, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mức nhiệt độ về đêm và sáng dao động từ 23 đến 26 độ. Trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ C. Riêng chiều tối và tối ngày 23 đến ngày 24 tháng 3, có mưa rào và dông rải rác ở miền Đông.